Trời ơi. Dạ đây, giới thiệu với quý vị hai gương mặt đã rất cũ. Đã rất cũ. Đã cũ hả anh? Đã rất cũ. Rất cũ. Rất đã rất cũ. Thôi em hơi cũ thôi. Rất cũ ở đây có nghĩa là chúng ta quen thuộc với khán giả chừng một vài năm nữa thôi thì chúng ta cũng có thể làm được chương trình Cánh Chim Không Mỏi rồi đó. Tức là ở đây phải có cái gì đó nó mới mẻ, nó thanh xuân với tất cả mọi người. Chứ nếu như cũng gương mặt đó, cũng bóc dáng đó, cũng cái giọng nói đó mà ra không có gì mới nữa trơn, trọi ai mời, đúng không? Tại vì em mình giống như nước mắm vậy đó, không có ai bỏ một cá vô, bỏ miếng muối vô, cái đổ nước vô cái xong ăn. Là phải để lâu à, nó mới đậm đà như rượu cũ vậy đó. À đúng rồi, em ví rượu. Trời ơi, sao chị ví nước mắm? Trời ơi, chị vang. Đó, bởi vậy sao mà tự nhiên một bên ví von nó sang quá, một bên mình chợ quá vậy. Nước mắm. Nhưng mà nghe nó mặn mòi, nghe không, nó hiểu liền đúng không? Không chị. Đậm đà là phải để lâu, ủ kỹ. Mình giống như là dưa khắm muối lâu quá em. Nữa chị lại đổ về mắt. Rượu vàng. Rượu vàng. À, rượu vàng. Vậy thôi bây giờ mời hai cái bình rượu vang ngày hôm nay, một đen một trắng, về vị trí ghế ngồi kia đi cái đã, rồi mình trò chuyện cùng nhau tiếp nha.